mua thua lỗ nhiều nhất châu Âu. Theo thống kê của cơ quan nghiên cứu bóng đá quốc tế CIS, Mu đã chi tới 1,3 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ trong 10 năm qua. Trong khi đó, Mu chỉ thu về được 397 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Tính ra, quỹ đỏ đã lỗ tới 909 triệu bảng. Đứng thứ hai trong danh sách những đội bóng lỗ nhiều nhất châu Âu trong 10 năm qua là Man City. Nửa xanh thành Manchester lỗ 832 triệu bảng. Nhưng khác với Mu, đội bóng này giành được 11 danh hiệu trong thời gian kể trên. Trong số những ông lớn của bóng đá Anh thì Arsenal và Chelsea mua sắm hiệu quả. Arsenal lộ 493 triệu bảng nhưng đã có được 4 danh hiệu, trong khi đó, Chelsea lộ 349 triệu bảng nhưng thu về 6 danh hiệu. Top 10 đội bóng mua sắm lỗ nhiều nhất ngoài hạng Anh. 1. Mua 909 triệu bảng 4 danh hiệu. 2. Man City 832 triệu bảng 11 danh hiệu. 3. Arsenal 493 triệu bảng 4 danh hiệu. 4. Everton 362 triệu bảng 0 5. Aston Villa 358 triệu bảng 0. 6. Chelsea 349 triệu bảng 6 danh hiệu. 7. West Ham 316 triệu bảng 0. 8. Liverpool 293 triệu bảng 2 danh hiệu. 9. Newcastle 286 triệu bảng không. 10. Tottenham 284 triệu bảng không. Tính trên bình diện châu Âu, PSG là đội lộ nhiều thứ ba sau hai đội bóng thành Manchester. PSG lộ 796 triệu bảng trong 10 năm qua. Các đội lỗ nhiều tiếp theo lần lượt là Barca thứ 4, Arsenal thứ 5, Juventus thứ 6, AC Milan thứ 7.